Lương ơi, Dạ. cái nhà chị để ý cứ đầu tháng là mặc áo đỏ hay sao ấy? Đúng rồi chị ạ. Hôm Cứ nay đầu tháng là em mặc áo đỏ cho cả tháng là đỏ chị ạ. Mai mùng 1 tháng 6 rồi, đầu tháng vừa quốc tế thiếu nhi vừa đổi vía đấy, tháng vừa rồi ế quá. Thế à, Thế thế hôm là nay có con xe gì thơm không? tiền ít thịt nhiều đây chị. Lại lên cho các bác nhà mình đây. Hơn 200 mà các bác mua được biển thủ đô Hà Nội nước sơn màu đen đẹp, lại còn bản sedan nhập khẩu nhá, 2010. Nhưng ngày hôm nay đầu tháng giá cực kỳ yêu thương, 240 triệu thôi. 240 triệu. 240 triệu thôi. Mua được hẳn Thế 2010 nhá. rẻ hơn như thế này thì có bao hồ sơ xếp tiếng Có hồ sơ chứ, mang thợ đi kiểm tra thoải mái, xe đẹp thì các bác mang xe về nhá. không? Ui giời, ghế da mới nhỉ. Ghế da cao cấp em Hương bọc lại cho các bác nhà mình. Bộ kia nó vẫn đẹp nhưng mà nó hơi bẩn thôi. Đằng nào cũng lên sóng cho bà con nhà mình thì lên hẳn đẹp luôn. Màn hình luôn. Có màn hình, túi khí, cam hành trình, cửa sổ trời. Điều hòa em này là auto rồi. Và xe nhập hàng nguyên chiếc, có cả đầy đủ sấy sưởi ghế chị gái nhá. La răng phay 5 chấu này. Phay đẹp luôn. Khi mà La răng chuyển động này cực kỳ đẹp luôn nhá. nó có vẻ là nguyên bản không hay Nguyên là bản chứ, nguyên bản, nguyên bản. Rất là đẹp luôn. Phanh ABS cả 4 bánh, 4 quả loa to bản, thảm bệ sạch sẽ, thảm 3D phía dưới rồi. Đốp lắp đẹp. 240 triệu ngày hôm nay đầu tháng hoan hỉ, chỉ bằng 2009 không mấy mọi lần lên sóng thôi nhá. Nước sơn màu đen, lốp sô cua, dụng cụ tăng kích lốp còn, màn hình có cam nùi, có quan trọng cái biển này. Nhiều bác mua biển tỉnh khác có không thích đâu, thích biển Hà Nội cơ, ngay có ngay Hà Nội nhá. CDX số tự động 2010, 240 triệu là giá hoan hỉ đầu tháng, vẫn bao hồ sơ bình thường. Đây. Quan trọng là các bác là keo chỉ còn nguyên bản nhá, màn hình to, sấy sợi ghế rồi, có cửa sổ trời. Hơn 200 triệu mua xe Hàn nhập khẩu nguyên chiếc, quá là ok đúng không ạ? Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Đầy đủ option rồi. Đấy, để lại số điện thoại em tư vấn ạ.